và đây là sân Phú Nhuận. Tắp đầu đây luôn. À, bò vô sân cỏ thiệt. Ngoài kia là công viên Gia Định nha anh em. Ngay khúc này có một cái sân năm nữa. Trời lúc này là 3 giờ chiều. Yeah, 3 giờ chiều. Không biết lát đá có thở nổi không đây. Và cá hóa hồng trong kia là đợi mình ha. Thấy anh phát ngựa đứng trong rồi. Hello anh. Hello em. Trời ơi, lâu quá gặp. 4-5 tháng này ha. Dạ. Đây là anh phát ngựa. Chào mọi người nha. Phát ngựa đang đổi hướng làm YouTube nha. Anh em nhớ xem kênh của anh phát ngựa nha. Nhớ ủng hộ cho phát kênh phát ngựa football ẩm thực nha mọi người. Mà hôm nay không phải là đá sân 7 nữa. Giờ đá luôn sân 1 luôn. Dạ, anh em nhớ xem mình đá nha. Mà anh em không xem mình đá thì xem phát ngựa đá. Đó, mấy anh em giờ đang khởi động. Khởi động nhẹ nhàng dễ sợ luôn. 5-1, một chạm. Sẵn nghiếu ở đây, là sân Phú Nhuận. Có cái khán đài ở đây. Đó. Nếu không dịp gì thì leo khán đài ngồi cũng được. Kia là khung thành. Nghiếu ở mặt cỏ cái nha. À, cỏ đây cũng khá ok. Cỏ cũng ok nè. Dày, hơi dày tí xíu. Ở giữa thì hơi vàng. Nhưng không sao, thấy cũng khá là đẹp rồi. So với cái sân ở clip trước mình loại sình thì sân này ok hơn rất là nhiều. Mà còn có khán đài che mưa che nắng nữa. Trời ơi, bên kia có người tưới nước kìa. Đi đá banh sẵn mình review sân luôn. Hy vọng là anh em thích mấy cái review sân này của mình. Yeah. Đeo camera vô đá mà với mấy anh em. Hey. Khó chơi à. Hay quá. Hơi căng à. Hơi kính à. Thôi chừng thi ra thi sợ hén không đó. Rồi rồi rồi. Ấy trời. Trời ơi, ngày ông viện. À, hôm nay mình gỡ bằng gói ha. Tại đá cỏ thật. Gỡ bằng gói. Đi nổi vô đá có đeo đâu. Có luôn anh. Có luôn à. Chấp cái đầu. Trời ơi. Hay quá. Trời ơi. Tình hình là gãy keo. Chủ sân không có cáp được đội cho đá nên thành ra chia ra tự quốc 7 đá một chụp là 8-8. Nửa sân 11 cắt làm đôi đá hai khung thành nhỏ. Cũng không nhỏ lắm đâu, thấy cũng hơi bự á. 8-8, bên đây áo cam, đây áo hồng. Mình áo hồng nha anh em. Giữa áo cam với áo hồng trong cái thời tiết nắng như thế này thì không biết làm sao mà nhận ra nào cam nào hồng luôn á. Đúng rồi, đã hết đi luôn, cái thành lên. Thôi, rạ thôi. Chú cha, sân rộng dữ trời. Thôi, có trọng tài luôn. Có trọng tài bắt việc vị luôn nha anh em. Ây da.
Ok, thank you em ơi. Phát ơi. Ừ, ăn à, à. Và pha kiến tạo là của Phát Ngựa. Yeah. Hay quá, gắt ghê. Ừ. Đi. Đi hai trái, ok. Hai bước ra kìa, bước ra kìa. Sẵn khoe luôn. Mới có túi giày mới. Của Rain Sport. Link mua túi giày này nằm ở phần mô tả nha anh em. Việt Nam tặng. Cắm sạc pin nha. À. Trời. À, ai suốt chúng tôi vậy. Trong lúc mình nghỉ ngơi thì xem anh Phát Ngựa đá ha. Ồ, đỡ ngực hơi dư tí xíu. Ồ. Tấn công cho thủ áo cam. Yeah. Làm gì đây? Ồ, nhấn thẳng xuống luôn. Chuyển ngang. Ừ. Không ai đẩy được quả bóng vừa rồi. Phản công cho thủ áo hồng. Mày đánh máy đây. Rồi bóng trong chân anh Phát Ngựa rồi. Làm gì đây? Tạt bóng chân. Step over rồi. Rất từ tốn. Cơ hội. Wow. Hai điều. Ok, Phát Ngựa làm gì đây? Đập nhã với biên. Tiếp tục chăng, trả về. Ok, vật tư không? Ồ, pha là Coretta. Mở con, dứt điểm. Cú sút hơi cao. Ồ,
phản công. Đường truyền dài của Phát Ngựa hơi dài. Rất khỏe, tuyệt quá rồi. Tốc độ Phát Ngựa mà phải nhanh như ngựa chứ sao. Chiếc điểm không? Không được rồi. Vẫn còn. Quá dữ. Vậy cũng qua được nữa hả? Đã có bàn thắng cho Phát Ngựa. Một pha tả xung hữu đột. Gọn dưới ta. Dở quá, dở quá. Mình đã có hai pha sâu kim liên tiếp đem về 60.000. Nhưng cú dứt điểm thì ôi rồi ôi. Ây da. Ngay chân rồi. Và vừa rồi là bàn thắng của Phát Ngựa. Làm gì nữa đây? Mất chế bành thôi liền luôn. Vì mang giày đinh dài nên kéo gầm hay bị trượt nha anh em. Suốt chế bành khó hiểu ta. Nếu pha này lấy háng thì được thêm 30.000 nữa rồi. Hơi tiếc chút xíu. Tiếng 2 được nha. Yeah.
Thôi tới thôi. Hay dữ ơi. Rồi bước ra. Rồi. Rồi. Hay quá. Hay quá. Làm bàn đi. Chết rồi. Hay dữ trời. Rồi, không khỏe dữ vậy. À, vậy mà đánh đầu lên trời được hay dữ vậy trời. Khúc đó đánh ra ngoài mới khó. Toàn cảnh sân Phú Nhuận buổi chiều đã xong, nãy giờ là chắc tầm 4:30 rồi. Đẹp không cả nhà? Quá đã chứ hả? Chù chà, có sân banh đẹp thế này, đồ đẹp thế này mà không có đối thủ, hơi buồn. Chứ hôm nay mà được đá trận sân 11 thì chắc là đã lắm rồi. Có anh Phát với lại mấy anh em đội cha mẹ đá cũng rất là tốt. Nếu ra có một trận sân 11 đây thật là đã luôn á. Tiếc quá, thôi dịp khác thì mình đá sân 11 với lại anh Phát Ngựa thì lại có một video clip khác ha anh em ha. Còn hôm nay là anh em chia ra đá thôi. Vui vẻ, sức khỏe, vui. Ok, nếu anh em thấy hay nhớ like, đăng ký kênh nha. Là Phạm Thi, xin chào, gặp lại, bye bye. Xe của Phát Ngựa nè anh em. Chào mọi người nha, mọi người sau nha. Phát với lại anh em về lại Long Thành. Ok, bye bye anh Phát nha. Bye bye. Quá dữ, quá dữ. Về lại Long Thành. Bữa nào mình xuống Long Thành làm trận. Chờ xem nha.